Liên quan đến công trình xây sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an thuộc BT1, khu dự án C37, Nhà xuất bản Công an Nhân dân tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mặc dù đã có biên bản xác định sai phạm cần phải đập bỏ nhiều hạng mục, tuy nhiên thì không hiểu lý do vì sao công trình sai phép này vẫn tồn tại trong thời gian dài trước khi ông Hóa bị khởi tố. Vâng, thưa quý vị, ngôi biệt thự đồ sộ cao 5 tầng xây dựng sai phép của gia đình cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã khác lạ so với thiết kế của khu dự án khi xây cao 5 tầng, trong khi thì các nhà liền kề chỉ cao có 3 tầng. Theo biên bản đã lập của Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, thì công trình BT1 này xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên thì kể từ đó đến nay, công trình này vẫn tồn tại và tiếp tục đi vào hoàn thiện. Trong lúc tưởng chừng như là những vấn đề xử lý sai phạm của công trình này đi vào bế tắc, rất nhiều ý kiến cho rằng công trình phải chăng là có bàn tay nâng đỡ bảo kê cho những sai phạm về trật tự xây dựng đã tồn tại ngang nhiên tại dự án đất vàng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng này. Thì trong ngày hôm nay, theo ghi nhận của chúng tôi tại công trình đang được các công nhân tiến hành phá dỡ. Hai ngày nay, các hạng mục sai phạm của công trình BT1 được chủ nhà tự phá dỡ. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, tại sao một công trình đồ sộ như vậy lại chậm xử lý? Thực sự ra là quy mô sai phạm của cái công trình này là một tầng. Thì cái việc xử lý ở đây là không có liên quan gì đến nhà này là của ai, mà chúng tôi khi xuống kiểm tra thì cũng chỉ làm việc. Thứ nhất là gì? Nó có một cái bất cập là cái nhà này thì lại cho một đơn vị khác để thuê, để đang sử dụng. Thế mà để mời được chủ nhà thì rất mất là thời gian để làm sao người thuê đấy thông tin đến chủ nhà. Sau khi phát hiện ra vi phạm thì Ủy ban quận đã liên tục có 3 văn bản, và tại các cái cuộc họp giao ban, quận cũng đã giao cho các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm đúng theo quy định. Dù đã có văn bản chỉ đạo của quận Nam Từ Liêm, nhưng Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm cũng như Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn vẫn chậm xử lý sai phạm. Trong khi theo quy định, trong vòng 15 ngày từ khi phát hiện sai phạm, nếu chủ công trình không thực hiện tự phá dỡ thì sẽ bị cưỡng chế phần vi phạm. Thì sau khi ra thông báo thì gia đình có cái đơn xin tự tháo dỡ, và sau khi cái quy trình đó hết ngày 15 tháng 5 thì nó cũng rơi vào cái thời điểm cuối năm giáp với Tết. Thì cái nhất cũng do công việc của địa phương, cái hai là không liên lạc được với chủ công trình, và đến sau khi qua cái Tết Mậu Tuất xong thì ngày hôm qua bản thân nhà thầu mới khắc phục cái phần vi phạm đó, mà đang tổ chức tháo dỡ cái phần vi phạm so với quy hoạch. Căn cứ cái quy định của pháp luật, thứ nhất là nghị định 139 khi đó bắt đầu chính thức có hiệu lực, và trước đấy thì 180 cũng như 121 thì cũng đã quy định với những công trình sai phạm như này phải sau 60 ngày mà không xuất trình được giấy tờ thì mới được ban hành quyết định cưỡng chế và thực hiện cái cưỡng chế. Chính vì lý do về các cái quy định của pháp luật hiện tại dẫn tới cái việc xử lý nó bị chậm lại. Mặc dù những hạng mục sai phạm đang được tháo dỡ, tuy nhiên dư luận đặt câu hỏi, nếu ông Nguyễn Thanh Hóa không bị bắt giam thì liệu ngôi biệt thự với những hạng mục xây dựng trái phép trên có được nhanh chóng tháo dỡ hay không?